大吉啊！大吉啊！哦，祝你啊，都来弄弄。我们三个来哦，三个这样的。那我们怎样？做准备录点哪子？哪录上了？梅芳，梅芳哪子呀？棉毛，棉毛好啦，布毛，布料棉，棉毛嘛，直接讲棉毛不棉料吗？做白啦，这边哪？南方，南方哪子呀？闽南，闽南，做南的南，这边。是啊，请了是，过年过久咪讲几顿，人讲也袂过，问我咩拢唔请，家乡家乡家乡住，你住家乡诶老家，老家你妈去顶来叫我，空空啊，西喏，老家来，咪念个地方来念古，侬念个地方来念古，去来个奈嘛。Nơi mà ông bà mình đẻ ra, bố mẹ mình đẻ ra. Xong sau đó mình, bố mẹ mình hoặc là di tản từ đời ông bà mình, bố mẹ mình đến một thành phố mới, hoặc đến Hải Phòng chẳng hạn, quê ở Hưng Yên chẳng hạn, thì người ta sẽ gọi là lão cha, quê nhà nhá. Nơi mà bây giờ vẫn còn họ hàng của nhà mình đang sinh sống ở đấy, đấy gọi là. Thế còn cha xiang thì sao? Cha xiang mình cũng nghe như kiểu là cố hương dành cho những người mà người ta đi nước ngoài, người ta là Việt Kiều, người ta gọi Việt Nam là bố hương của người ta, là quê hương của người ta, được chưa? Phân biệt nhá. Rồi đã khái chốt lại, lão cha là quê nhà. Tiếp theo nào? Trường sư là thành phố rồi. Nấu chân là núng chứ? Ừ. Xin mọi ai vừa đọc núng? Núng núng nhá. Núng chân là nông thôn rồi. Hoàn chỉnh là môi trường hoặc là hoàn cảnh. Rồi tiếp theo nào? Ý định là nhất định. Tiếp theo bảy biên, ông B mà sao đọc là ông B? Bảy biên nhá, bảy biên là phía bắc, biên là phía hoặc là bên. Rồi khi mà chữ biên ấy đứng sau một từ khác thì nó sẽ không có thanh điệu nhá. Tiếp theo nào, sơn là núi. Rồi tung biên là gì ạ? Phía đông. Rồi xi biên là phía tây. Tiếp theo khiến dễ là đồng ruộng. Khiến là điền đó, là tự điền, hai tên là điền, là có tự khiến nhau. Khiến là đất đó. Rồi tiếp theo xin xiên là gì ạ? Trong lành, dành cho không khí và đối với đồ ăn sẽ là tươi ngon, tươi mới nhá. Có cả tươi ngon nữa. Đồ ăn rất là tươi ngon, mình sẽ nói là xin xiên ạ. Rồi lý là cách. Giao thông là gì ạ? Giao thông. Rồi phương tiện là gì ạ? Tiện lợi, thuận tiện. Rồi xiao chế là mình học từ trung học là gì ạ? Trung học. Rồi cấp ba là cao trung. Rồi đại học là đại học. Rồi tiếp theo rửa nào không rửa nào
Rất là đau là gì ạ? Nhìn nhộn nhịp hoặc là náo nhiệt. Rưa là nhiệt, nao là náo, thì sẽ dịch ra theo đúng cái nghĩa của nó là náo nhiệt nhé. Tiếp theo nào, sông điện, sông điện là cửa hàng rồi, xin là mới, cũ là gì, lão hoặc chỗ là lão cũ. Rồi tiếp theo, sông hồ, một là cuộc sống, hai là đời sống. Tiếp theo, trạm có nghĩa là gì, trạm hoặc là bến. Ví dụ trưa trạm là gì ạ? Rồi mình không dịch là trạm xe nhá, mình dịch là bến xe đúng không? Tiếng Việt của mình hay nói là bến xe, không bến xe định nghĩa là bến xe gì đó đúng không? Rồi mình vào phần từ mới nhá. Ngọc, Thủy đọc nào. Bảy phương là gì ạ? Phía bắc. Rồi phía bắc. Mình có câu hỏi. Đây ạ. Bỉ tại Việt Nam. Ná lì. Đây là gì ạ? Dương. Rồi, thế mình nói là mình tôi ở miền Bắc của Việt Nam thì mình nói như nào, trả lời như nào? Của tại Việt Nam Bảy Phương nhá. Rồi, mọi người ghi vào nhá. Khi mà mình nói nhiều khi là rồi sau cái câu này, tôi ở miền Bắc Việt Nam, rồi mình muốn bổ sung thêm nữa là tôi sống ở Hải Phòng, đúng không? Tôi ở miền Bắc Việt Nam, sống ở Hải Phòng, thì mình có câu gì nữa nhỉ? Của trụ tại gì ạ? Hải Phòng. Rồi mọi người ghi vào nhá, lát mình sẽ học về cái phần giới thiệu về bản thân. Mọi người ghi hai câu này vào nhá. Đây ạ, trụ tại trụ đi nhá. Mọi người nhìn chưa? Trụ đi nhá. Rồi Ngọc nào, nỉ tại Việt Nam ná lị? Ngồi tại Việt Nam Bảy Phương. Rồi nỉ trụ tại nả? Ngồi trụ tại Hải Dương. À, bạn đi Hải Dương. Sai rồi đúng không? Sai rồi đúng không? Rồi, xin mời Thủy đóng hai ví dụ nào. Bảy phương nhân. Rồi, của sư Bảy Phương là gì ạ? Phía không? Miền Bắc. Rồi, tôi là người miền Bắc. Tiếp theo nào, ví dụ thứ hai luôn. Của trụ tại Bảy Phương. Bảy Phương. Rồi, của trụ tại Bảy Phương là gì ạ? Phía Bắc. Tôi sống ở miền Bắc. Trụ là sống nhá. Ừ, ghi từ trụ là sống ạ. Xin mời bạn nhà. Trụ là sống ạ. Nào, tiếp theo nào, trụ là sống, mọi người ghi vào nhá. Đây ạ, à, đang mình sẽ có một cái phần giới thiệu về siêu lý lịch cơ bản. Đi xong chưa? Chỉ quá rồi mà. Rồi, từ mới tiếp theo là gì ạ? Ngọc nào? Nán Phong. Nán Phong là gì ạ? Hay là miền Nam. Rồi, Nán là. Rồi, tiếp theo đọc ví dụ này. Tôi là Nán Phong人 là gì ạ? Tôi là người miền Nam. Rồi, tiếp theo luôn.
你住在南方吗？对，你住在南方吗？来讲。那什么啊？闽南北方。懂我，但什么闽南北方？有个话呢？那我今晚在哪？你是北方人还是南方人？大姐。北方人，北方人怎么样？懂我喂，你是北方人还是南方人？讲起来呀。你是北方人还是南方人？我是北南，北南是的，我是北方人。咋了的？我是北方人。对，我是北方人。多两个。你吗？对，一样了啊。那一样了，是人家，人家到不了。啊，老家。对，老家啦。对，我懂了啦，记不牢呀。家乡。那归你，你不能归呀，归你。分别他一点，你老。老家的归你，nơi mà có ông bà hoặc bố mẹ mình hoặc họ hàng vẫn đang sinh sống, được chưa? Nó quê nhà mà trên chứng minh thư của mình á, mình sẽ gọi là lão cha nhá. Còn cha xiang thì người ta sẽ nói là cố hương, dành cho những người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Thì sẽ hay nói là cha xiang nhá, phân biệt với nhau nhá. Khi mình nói sai là thành lý nhất tôi cũng bị sai đúng không? Được chưa? Nhà đầu tiên là nhà? Trấn sư. Trấn sư là gì ạ? Trung tâm thành phố là gì ạ? Trung tâm, trấn sư. Sai ạ? Trấn sư, trung tâm. Sai ạ? Rồi ạ? Một chút học rồi nhá. Trung tâm thành phố đọc lại là gì ạ? Sư trung tâm. Sư trung tâm, sư trung tâm là trung tâm thành phố. Rồi đọc ví dụ đầu tiên luôn nào. Tôi là cha cha trấn sư. Là gì ạ? Quê của tôi ở thành phố. Rồi, quê của tôi ở thành phố. Tiếp theo nào, lúc nào? Hải Phòng chư cha. Sai ạ? Hải Phòng chư cha. Lại ạ? Hải Phòng chư của lão cha. Lại ạ? Hải Phòng chư của lão cha. Biết sao không? Mình là thành thói quen á. Thôi mình đọc nhiều là thành thói quen á. Dịch là gì ạ? Rồi, thử với tiếp theo mời Thủy nào. Nông thôn. Rồi, nông thôn là gì ạ? Tiếp theo, đọc nào. Nghĩ là cha, cha chứng sư, hay sư cha nông thôn. Là gì ạ? Quê hương của bạn có thể có hay nông thôn. Rồi, đọc nào. Bố là cha cha nông thôn, mấy đến cô niến tâu nhau. Quấy chi kha cha. Rồi, qua niến là gì ạ? Qua là qua, niến là năm, qua năm thì người ta gọi cái thời khắc. Qua niến là năm mới. Rồi, qua niến là năm mới. Rồi, Ngọc dịch câu nào? Rồi, kéo một ghế vào đây ngồi cho nhìn nó dễ. Có mấy kéo ngu ghế trong đây, máy quay cao mà. Cái ngu gần Thủy mà. Xích lại gần Thủy mà. Rồi, tiếp theo nào. Quê tôi ở nông thôn. Mỗi năm mới. Đều phải đi về. Đều sao? Khăn là gì? Thăm người nhà. Không phải xem, không phải xem người nhà đâu nhá. Khăn nghĩa là xem, nhìn, thăm, nhớ chưa? Dịch lại cả câu. Quê tôi ở nông thôn. Mỗi năm mới đều phải đi thăm người nhà.
vẫn chưa hết miệng. Quê của tôi ở nông thôn. Mỗi năm, vào dịp Tết, mỗi năm vào dịp Tết, tôi đều về thăm người nhà. Dương nào, cô thứ ba nào? Của cha trai Đúng Chuân. Tâm của cha Tránh Sư Cung Chuân. Đồ của là gì ạ? Nhà tôi là nông thôn. Chúng tôi đang ở một chỗ là được. Cô có đeo này? Tôi đang ăn tôi bảo không được. Rồi, nhưng tôi làm việc ở dịch lại. Nhà tôi là nông thôn. Nhưng tôi làm việc. Rồi, thế thôi. Nhớ. Mời nhà nào? Hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh là? Rồi, dịch nào? Câu đầu tiên? Chỉ lý tờ hoàn chỉnh, hân hảo. Rồi là gì ạ? Môi trường ở đây, môi trường ở đây rất là tốt. Rồi. Tôi rất thích Đúng Chuân và hoàn chỉnh. Là gì ạ? Tôi rất thích môi trường ở đây. Rồi. Cái từ ngữ tiếp theo là? Ý tỉnh. Ý tỉnh là gì ạ? Nhất định. Nhất định. Rồi, mỗi người làm câu từ nhất định nào? Đủ chữ nhá. Ai đầu tiên ạ? Ai đầu tiên nào? Chúng bắt đầu dừng, bắt đầu dừng, bắt đầu thi, bắt đầu một cúng tay. Đếm đủ chữ chưa? Em chưa. Rồi. Trước thì một đúng nhá. Bình tĩnh nghĩ cho đúng đi nhá. Rồi. Trước cửa trung học. Tôi nhất định phải cùng ai đó đi xem phim. Câu hơn nó nội dung hay ý của cháu mua của ý tin cơn của hướng nhau càng nghe sư nào trong cái châu mùa là tương lai mình hay nói là của ý tin khuê tôi sẽ khuê cái từ khuê là biết đó ngoài biết ra nó có nghĩa là sẽ đúng không ạ khuê có nghĩa là biết là sẽ cuối tuần này tôi nhất định sẽ cùng với ai đó đi xem phim nói lại mình phát triển cái câu nghe cho nó thuận tai hơn một chút nhé. Trên cầu trông mua của ý tinh quay cơn của hướng nhau khang tiêu sư khang tiêu đi rồi xin mời thủy nào của minh thiên phong cha của ý tinh học hoa cha cha xuân cha thôi ạ thì mình có chỉ một uống rượu ấy rồi tiếp theo thủy nào anh à, nhầm xin mời dung ạ đó xin mời ngọc nào cứ nói như bình thường ấy thử bảo cứ nói như bình thường ấy thôi trên thiên hoàng sa của hướng nhau ý sinh bốn cây lá cha của cha từ từ bốn cây lá của cha của ý tinh khuê của ý định cân của tờ đi cùng với ai đó đúng không hoặc là hứa đi nó lại chính nghĩa xem nào trên thiên hoàng sa của hứa ấm lâu ý tinh biến thu hồi lái của cha không quay lại nhà tôi nhất định tối nay tôi nhất định tôi và bạn tôi nhất định không quay lại nhà tôi nghe cái ý nghĩa đó không mà hay lắm em ạ thế cũng chưa rồi xin mời thủy à xin mời dung nào trên biển của ý định quay xứ sĩ hai rồi đủ chữ chưa rồi tôi cùng với ai đó học tiếng Trung là được tôi cùng với em gái tôi sẽ học cho đủ chữ rồi xin mời dương nào miếng thiên của hứa mình thống nhau
ý định truy Vũ Trang Tiên Cô Vũ. Rồi, Vũ Trang Tiên Cô Vũ luôn. Ồ, mua quần áo không người yêu cũng được. Ok, họ đã đến. Rồi, xin mời ai là ví dụ nào đến ai rồi nhỉ? Vừa đến ai rồi? Chị Ngọc. Ồ, đến xin mời chị Ngọc nào. Của Minh Thiên, ý định Vũ Trí Thảo. Rồi, là gì ạ? Ngày mai tôi nhất định không đến muộn. Rồi, không đến muộn, xin mời bạn Dương ạ. Để Minh Thiên ý tin cho là nào mọi người nhìn từ này là từ gì đó? Lái không? Lái không? Biểu theo kiểu như kiểu chữ nơ ấy, hay mình hay nói chữ nơ ở cuối câu á, nhớ? Thì Minh Thiên ý tin cho lái không? Nhớ là gì ạ? Nhé, nhá gì nhớ? Nhớ bao nhiêu đến nhé? Em đáng yêu á. Rồi, xin mời ạ. Rồi nhà nào? Sơn. Sơn là gì ạ? Núi. Rồi, sơn là núi. Đào sơn là? Núi cao. Núi to. Rồi, tiểu sơn là? Rồi, núi nhỏ. Tiếp theo? Đào sơn. Tiểu sơn là gì ạ? Núi gì? Tiểu, kia là tiểu山, còn này là tiểu山. Đấy này em đọc không đúng thì thế thì nó bị. Rồi, đại sơn, tiểu sơn là gì? Núi to núi nhỏ. Rồi tiếp theo nào? Cha, sau bên có một tòa sơn. Rồi, lượng từ của núi là gì ạ? Chủ. Chủ nhá. Nốt thêm vào cái phần lý kích lượng từ nhá. Lượng từ của núi là chủ. Rồi xin mời dịch nào. Bên cạnh nhà tôi khâu biên ở biên đằng sau nhà tôi rồi có một ngọn núi, một ngọn núi này. Nhìn trao phụ chín dẫu sang ma ngọc nhìn trao phụ chín dẫu sang ma của cha phụ chín mấy hiểu sang. Rồi xin mời Dương đọc tiếp nào. Tôn đẳng si tên đâu lại tung nắng si vật là gì ạ? Sai đông nam tây bắc. Rồi đông nam tây bắc. Rồi là gì ạ? Trên bắc dưới nam. Đúng rồi, trên bắc dưới nam nhá. Tiếp theo đất nước Việt Nam chúng ta có trên bắc dưới nam. Rồi xin mời chủ si yêu dung chủ xí yêu dung là gì ạ? Trái tây phải đông. Đúng rồi, đất nước Việt Nam của chúng ta trái tây phải đông. Rồi xin mời nào, thế nhỉ là gì ạ? Nhị cha phụ chín có thiên nhỉ mà? Nhị cha phụ chín mới hiểu thiên nhỉ. Rồi xin mời đọc cái đầu tiên luôn. Na biên đâu sư thiên nhỉ này gì ạ? Bên này đâu đều là cái bên kia đều là tầm ruộng. Rồi tiếp theo xin xiên là trong lành tươi mới hoặc tươi ngon nhá. Rồi xin mời suối của xin xiên. Rồi ạ. À, hoa quả suối của hẳn xin xiên là gì ạ? À, hoa quả rất tươi. Hoa quả rất tươi, xin mời Dương nào. Không chi xin xin. Là gì ạ? Không bị chết rồi. Mới tiếp theo là gì ạ? Lý. Lý và nghĩa là cách. Mỗi người đọc một câu với từ cách ạ. Mình có cấu trúc là A, Lý, B, bao xa. Nhà tôi cách cái gì đó, bao xa. Nào mỗi người đọc một câu nào. Ví dụ là những cái từ mình đã học rồi như là nhà thờ này. Nhưng mình học mấy từ rồi đúng không? Công viên này, cái gì nữa nhỉ?
bảo tàng này hoặc là sở thú nhá, hoặc là nhà tôi cách cái gì đó và xem có đọc một câu nhá. Bộ cha lý chứng sư hẳn yuẩn. Bộ cha lý chứng sư hẳn yuẩn. Chị đang nói về bao xa, cách bao xa. Mình lấy cái ví dụ bao xa đi. Nhà em cách trung tâm thành phố đi. Bộ cha lý trung tâm thành phố. Sư trung xin. Bao nhiêu cung lý? Bao xa? Đây là khoảng cách. Cung lý nhá. Mình nhớ không? Km là gì ạ? Cung lý. Rồi đọc lại cả câu nào. Bộ cha lý sư trung xin. 30 公里 nghĩa là gì ạ? Nhà tôi cách trung tâm thành phố 30 cây. Rồi xin mời các bạn còn lại nào. Đặt một câu nhà thờ đi thôi nào. Chúng tôi đặt câu nhà thờ, nó cách nhà thờ bao xa nào. Nhà thờ là gì nhỉ? Nhà thờ là gì ạ? Ông nhà thờ khác chứ. Xin nhau là đề cái miếu mà. Còn lại ra đây cho cả nhà xem nhá. Ôn lại mấy từ đấy luôn đi ạ. Nghĩ ra câu chưa nhỉ? Cách nơi này bao xa?
Dương, Dương nào? À. Dương nào? Em. Ừ, không em ạ. Ờ... Người cha lý thương nhận thương sao không? Rồi. Không, người cha lý của cha thua dễ là được, đúng không? Rồi, xin mời đọc nào. Lý của cha lý của... Cái gì lý? Lý cha... Điểm kiểu 3 đâu? À, lý... Điểm A độ A, lý B nhá. Lý cha lý cố quản. Cố quản. Cố quản. Rồi. Cung lý. Cung lý. Cung lý không? Thiếu bao nhiêu ạ? Thiếu bao nhiêu cây ạ? Ai nào? Lý cha lý cố quản. Thua duyệt. Thua duyệt bọc cái gì nữa? Thua sao? Thua sao gì? Rồi, hoặc là tua sò mỉ bao nhiêu cây hoặc là bao nhiêu km, nó lại câu hỏi nào. Lý cha lý cố u quản tua sò cung lý. Rồi, xin mời Thủy nào. Lý cha lý đi cái nào tua sò cung lý. Rồi, tiếp theo. Lý cha lý sau sao đó. Rồi, xin mời nhà nào. Công an chú ý lý kinh tế trang tôi luyện. Tôi luyện, rồi. Thế gần đây có ngân hàng không, nói như nào? Gần đây có ngân hàng không, nói như nào? Gần đây. Chuyên chín. Chuyên chín là gần đây nhưng mà về thời gian. Còn gần đây, trước. Trước, gần đây làm sao? Chưa lý, phu chín. Có ngân hàng không, nói nào Dương? Gần đây có ngân hàng không, nói nào không? Rồi, tốt rồi. Nào, đọc ví dụ đầu tiên nào, đến ai rồi nhỉ? Đến nhà đi, nào đọc ví dụ đầu tiên nào. Của cha, lý giáo sư phu chín. Rồi, nghĩa là gì ạ? Nhà của tôi cách siêu thị rất gần. Rồi. Rồi, là gì ạ? Từ nhà bạn đến thành phố cần bao nhiêu lâu? Rồi, tua triệu là cần bao nhiêu lâu? Đi từ nhà bạn tới thành phố cần bao nhiêu lâu? Mình có chúng và tao là gì ạ? Chúng là từ, tao là đến. Rồi, từ tiếp theo là mời Thủy nào. Treo thung. Không có treo thung đâu nhá. Treo thung là gì ạ? Treo thông, rồi. Từ đầu tiên. Treo thung sư cụ là gì ạ? Sư cụ là sự cố. Sự cố giao thông hay còn gọi là tai nạn giao thông nhá. Giao thông sư phụ là tai nạn giao thông. Rồi, từ tiếp theo nào. Giao thông chỉnh trả. Giao thông chỉnh trả là gì ạ? Chỉnh trả là cảnh sát. Rồi, cảnh sát giao thông. Bây giờ mình nói là gần ở chỗ tôi có rất nhiều cảnh sát giao thông, nói như nào? Ở chỗ tôi có rất nhiều cảnh sát giao thông. Chưa lý. Ở chỗ tôi. Không sai. Ở chỗ tôi có rất nhiều cảnh sát giao thông. Cha của. Chúng tôi ở chỗ tôi này, ở chỗ tôi có rất nhiều cảnh sát giao thông. Với bác xe, chỗ tôi có rất nhiều cảnh sát giao thông. Chúng tôi có rất nhiều cảnh sát giao thông. Có rất nhiều giao thông chỉnh trá. Rồi, tiếp theo là Dương nào. Giao thông công cụ. Rồi, công cụ là công cụ. Nhưng giao thông công cụ là
phương tiện giao thông nhé, công cụ hoặc là phương tiện.